cùng chờ đón một cô gái xinh đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay, người mà sau rất nhiều những khó khăn thì Tú cũng đã tìm được cô gái ấy. Vâng, và giờ Tú chia sẻ hả? Tú có chia sẻ ngay lúc này luôn hả?
Cho cả hai bên sẽ thưởng thức tiết mục này của anh Tú và Huyền Huy luôn đặc biệt. Xin mời các bác ạ. Xin chào phẩm chất này, anh họ, nhà trai và nhà gái. Bây giờ đây thì mọi người xin phép được mời bác Huy Sính là đại diện của anh họ sẽ cùng mời tiến lên sân khấu và có đôi điều gửi trao đến với tất cả quý vị quan khách. Kính thưa các cô, các ông, các bà, bác, cô, dì, chú và các cháu của hai họ và các trẻ gái, thưa tất cả quý vị và tất cả các bạn bè thân thiết của hai cháu anh Tú và Huy đã có mặt trong buổi hôm nay. Tôi xin thay mặt cho hai gia đình xin cảm ơn sự có mặt các quý vị trong buổi hôm nay để mừng và chúc phúc cho hai cháu của chúng tôi. Lần nữa tôi xin cảm ơn và chúc tất cả quý vị có một buổi tối vui vẻ mừng hai cháu tại nhà restaurant Maison de Sang. Xin cảm ơn. Và trên sân khấu của chúng ta sẽ có một khoảnh khắc rất đặc biệt mà ông Huy xin phép được mời là hai bác các bác ạ. Chúng ta sẽ cùng nhìn về phía bên dưới và sẽ cùng theo dõi nghi thức này, cũng như là nghi thức đón cát của anh Tú và Huyền Huy trong buổi thành hôn buổi tối ngày hôm nay. Vâng, xin mời các bác sẽ cùng nhìn về phía bên dưới và cũng mong tất cả mọi người sẽ cùng hướng mắt về sân khấu ngay lúc này để cùng đến với một khoảnh khắc rất thiêng liêng của anh Tú và Huyền Huy trong buổi tối ngày hôm nay, khoảnh khắc đón cát. Và con không biết gì hơn, chỉ biết là trên hành trình của tụi con đến với sự hạnh phúc thì con mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ và luôn động viên tụi con ạ. Con cảm ơn. Và như cái quan khách cũng còn nói nữa hả Tú? Yêu thương con, cái quan khách cũng đã yêu thương vợ con. Và bây giờ hai đứa con về với nhau thì tình thương nó phải nhân hai đúng không ạ? Hy vọng là từ đây chương trình sắp tới nếu
mọi người cần gì mà hai vợ chồng em thì hai vợ chồng em luôn sẵn sàng. Yeah. Và xin cảm ơn mọi người rất nhiều, và bây giờ xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, ngon miệng và cháy hết mình nè. Bây giờ cho ông của cô dâu chú rể cho sân khấu này đâu, và mọi người sẽ cùng 1, 2, 3 vô chúc chân năm hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Bây giờ xin mời anh Tú và Huyền Minh. Anh thấy ạ. Thôi, mình ở đây nha. Mọi người phía dưới đã có ly trên tay của mình chưa ạ? Có nước về chủ nước đó ạ. Cho em xin hai cái ly dành cho anh Tú và Huyền Minh. Cô dâu chú rể xuống xíu nha, con chừng khỏi nha. Trời ơi, ok. Mọi người phía dưới đã cầm sẵn ly trên tay đó hả? Bây giờ em nói là 1, 2, 3 thì chúng ta sẽ cùng nói là chúc năm hạnh phúc được không hả? Rồi, ok. Bây giờ 1, 2, 3 chia sẻ với tất cả quý vị quan khách là trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều những điều thú vị ở sân khấu này, sẽ là những phần tương tác cùng với nhau với cô dâu chú rể và một cái